Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Tiềm Năng. Thì ngày hôm nay hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về kiến trúc của dự án Nobu Residence Đà Nẵng. Thì dự án Nobu sở hữu về kiến trúc độc đáo, kết hợp hài hòa giữa tinh hoa kiến trúc Nhật Bản truyền thống và nét hiện đại, sang trọng, đề cao sự mộc mạc, giản dị và vẻ đẹp tự nhiên. Kiến trúc của Nobu mang đến cho cư dân không gian sống thanh bình, yên tĩnh và gần gũi với thiên nhiên. Và điểm nhấn trong kiến trúc của Nobu gồm có mặt tiền sẽ sử dụng các đường nét thanh mảnh, tinh tế, kết hợp hài hòa giữa các vật liệu cao cấp như là kính, đá, gỗ, tạo nên vẻ đẹp sang trọng. Thiết kế cửa sổ lớn sẽ giúp đón ánh sáng tự nhiên vào trong nhà, mang đến không gian sống thoáng mát và tràn đầy năng lượng. Đối với sảnh tiếp tân thì sẽ mang đậm phong cách Nhật Bản với lối thiết kế tối giản, sử dụng các vật liệu tự nhiên như gỗ, đá, tạo cảm giác ấm cúng, gần gũi. Trang trí với những tiểu cảnh bonsai, tranh thư Pháp Nhật, mang đến không gian sống thanh bình và thư giãn. Còn đối với hành lang của dự án sẽ sử dụng tông màu sáng chủ đạo, kết hợp với hệ thống chiếu sáng hiện đại, tạo cảm giác rộng rãi và thoáng mát. Trang trí với những bức tranh nghệ thuật Nhật Bản, mang đến nét đẹp tinh tế và độc đáo. Còn đối với thiết kế của căn hộ thì sẽ thiết kế theo phong cách hiện đại, tối ưu hóa công năng sử dụng các vật liệu cao cấp, đảm bảo độ bền đẹp và an toàn cho sức khỏe. Cửa sổ lớn giúp đón ánh sáng tự nhiên vào nhà, mang đến không gian sống thoáng mát và tràn đầy năng lượng. Ban công rộng rãi là nơi mà bạn có thể thư giãn và ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Đà Nẵng. Và ngoài ra thì dự án Nobu còn sở hữu những tiện ích độc đáo mang đậm dấu ấn người Nhật như là vườn trà đạo, là nơi thư giãn và thưởng thức trà theo phong cách truyền thống người Nhật, hay là khu vườn Nhật Bản được thiết kế với những mảng xanh, hồ nước, thác nước, mang đến cho cư dân không gian thư giãn và hòa mình vào thiên nhiên, hay là onsen, suối nước nóng Nhật Bản giúp bạn thư giãn cơ bắp và cải thiện sức khỏe. Kiến trúc Nobu Residence Đà Nẵng là sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Nhật Bản truyền thống và nét đẹp hiện đại sang trọng, tạo nên những căn hộ trang trọng, hiện đại, tối ưu hóa công năng sử dụng. Và mỗi căn hộ như vậy thì đều được trang trí nội thất cao cấp, mang đến cho cư dân cảm giác thư giãn và thoải mái như đang tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng tại resort cao cấp. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi video. Hẹn gặp quý anh chị trong những video lần tới của Bất Động Sản Tiềm Năng.